ta thích bóp thì sao? Trời ơi, đó chưa, cái nào là quấy rối người ta nè. Quấy bây giờ. Hello chị, trời ơi sang đẹp quá vậy. Đẹp không? Đẹp. Ồ, giống gái quá ha. Bệnh về hả? Sao vậy? Hả? Bệnh về. Bà này ngồi tướng giống đàn ông vậy. Trời ơi, bà nội ơi, bà ngồi bà yếu điệu tục ngữ ơi. Có đàn bà nào mà, có đàn bà nào mà ngồi ăn phải không? Bà ngồi bà banh cái gàn ra. Chứ không? Ờ hả? Hỏi làm sao? Không, đừng nói, thôi đừng nói. Đừng có nói vậy bà. Đừng. Cười hay khóc vậy mấy bà nội? Cười má ơi. Trời ơi, bà cười bà khóc luôn kìa. Cười không? Bà có khóc kìa. Đi ăn bánh tráng vui vẻ bà ngồi bà khóc. Bình tĩnh. Bình tĩnh chú em. Trời ơi, nè mọi người thấy không, thấy không? Quỷ, trời ơi, quỷ. Chị bình tĩnh đó, nó cưng. Nè. Giật coi. Khổ ghê vậy. Giật coi. Ngưng. Nè, coi nè. Chị làm đi, chị làm đi. Chị làm đi, chị làm đi. Bà khoái chí. Khoái gì? Chị. Em tìm được con của chị rồi. Thạch Tinh. Quay mẹ biểu, quay mẹ biểu. Quay đây. Thạch Tinh, Thạch Tinh. Na cha, Na cha. Na cha, qua mẹ biểu, qua mẹ biểu. Na cha, Na cha, qua đây Na cha. Na cha, qua đây. Mẹ của con đây. Trời ơi. Trời ơi, cảm ơn Cường, cảm ơn Cường. Trời ơi. Bà này là mẹ của con. Đây. Hả? À. Trời ơi. Trời ơi, con mở mắt bự ra coi. Chị mở mắt bự ra coi. À, thì ra hai mẹ con có một phơm một. Qua qua xin mẹ 5 triệu xài chơi con. Nó dở vậy đi cho con về chỗ đi để cho ba nói chuyện rồi, để cho mẹ nói chuyện với chú cô. Chổng nhau y chang vậy trời. Hồi xưa em hỏi thiệt chị nha, chị với Thạch Tinh giống nhau quá. Hỏi thiệt chị, chị có liếu liều liêu ba nó không? Có không? Giống quá trời giống rồi. Thôi bà nội, bà nội, bà đang tuổi má tôi, bà kêu tôi bằng chị. À. Mày quá già luôn rồi đó. Quá đâu, giỡn vui rồi, nhiêu tuổi rồi, nhiêu tuổi rồi? 38. Ba... đứng hình luôn, nó 38 đứng hình đúng rồi. Chị này chị nói với ba má nó nhìn YouTube coi nhìn hả? Thôi em ngại. Ngại con mẹ gì? Bà quay cả buổi trời bà ngại. Bà quay muốn hết dung lượng người ta bà ngại. Mày chết mày chưa? Quá trời quá đất. Bà che cái gì? Thấy hết trơn rồi. Đem đỏ đây. Trời ơi là trời. Giống cái đồ bự. Giống cái đồ bánh tét à. Đẹp quá, sang ghê á, tướng ta không? Đang cười. Ủa chị đang cười hả? Đang cười. Đang cười hay khóc vậy? Hai đứa mày đang cười hay đang khóc? Bây giờ nói chị nè, chị nghe lời em. Chị mở mắt bự ra. Giống hai mẹ con ghê ha. Ủa vậy hả? Cảm ơn mẹ nha, cảm ơn chị Phương, cảm ơn mọi người nha. Ôi ôi. Cảm ơn nghe, cảm ơn. Nhớ nha, mình muốn mình ăn mình vui vẻ lên. Mình được ăn trong chánh niệm nha. Bố ngồi bà gấp đũa bà ăn nè. nuốt đi rồi cười bà nội ơi. Bà chị ở đâu chị về vậy? Bà này nè, ở đâu chị? Ở Mỹ hả? Thôi, có mày nói thiệt đi, không sao đâu. Em không có xin tiền đâu. Thiệt. Việt Nam, Mỹ Hoa Hưng. Mỹ Hoa Hưng hả? À. Chính xác Mỹ Hoa Hưng. Không có khóc nè, không có khóc nè, không có khóc nè, không có khóc. Cái gì nó còn đâu ra đó, hiểu không? Nhà chồng con nó còn nằm ở đó, không có sao, đừng có khóc, không có khóc. Cái mạng thấy chị vui không? Vui không? Ở ngoài buồn hả? Buồn. À buồn hả? Em thấy chị chụp hình mà chị kêu người ta cười mà chị cũng vậy. Dạ. Chị nhiêu tuổi rồi? 38. Ba. Tôi hỏi nữa tôi làm con bà. Cho bà nói lại đó. Cho bà nói lại đó. Chốt giá 57. Đúng không? Bao nhiêu tuổi? Trời ơi. Trời ơi. Quá. Ngại quá. Trời ơi. 20 hả? Dễ thương quá. Dễ thương quá trời luôn thiệt á. Hello. Vậy
nhìn giống 42 quá. Bà nội. Vợ chứ mà cái càng ra tôi nhìn cho trời ơi là bà nội nguyên trái sầu riêng. Chảy nước mắt. Chảy nước mắt hả? Không có khóc nè. Ủa nó đem bánh tráng ra chưa? Chưa. Ngồi đi. Hôm bữa có bà kia bấm mấy chưa bà nội ơi, quý như dưới vậy. Có bà nội kia bà 25 tuổi. Bà đợi lấy bánh tráng mà năm nay bà 50 luôn rồi. Đợi bánh tráng mà quá thạch đó bà già. Nhà ở đâu? Nhà chị ở đâu? Gần. Tôi biết nhà bà này tôi con bà. Người ta hỏi nhà ở đâu gần. Câu trả lời xúc tích quá. Chị, nhà ở đâu? Nhà chị ở 79. 79 Phú Định. Phú Định. Đây là bà trả lời rõ ràng nè. 79 Phú Định. Phú Định là ở đâu chị? Đường Phú Định á. Đường Phú Định là quận mấy má ơi? Quận 8. Quận 8, quận 8. À, Phú Định là cơm gà Ba Đình phải không? Không, quận 16, quận 8 đây nè. À, vậy là không trùng khớp. Sai rồi. Sai rồi. Qua cầu Lò Gốm là dạ. Rồi. Ôi. Hỏi thiệt chị nha, chị trả lời thiệt cho em nha. Hồi nào giờ chị đi liếu liều liêu á, chị có bỏ hạt giống nào ở đâu mà nó dính thằng đó con, nó giống chị quá. Đúng không? Giống không? Giống chân bóng vậy chứ. Giống mà. Giống. Bây giờ mình chụp hình cho nó đi rồi đem về rồi con bé giống tao ghê không? Ê, bà đem về là ông quặng á. Chồng bà nó quýnh bà đó. Đúng không? Bà có chồng không? Có chồng không? Có hả? Sao bỏ đi, bỏ đi chơi bờ vậy? Chị Đường ăn mà không đi. Chị Đường à. Không đi. Ôi kia bằng em rồi, kia bằng chị với hoài bà đỡ đấy. Không, tại nãy nói con 57 tuổi. Không, đừng có ngại, không là anh nói em nghe lộn chứ em nói chị em, hùng ơi, chị hùng. Em nói cho chị nghe, em nhỏ tuổi lắm, 32 à. Ờ chị nhiêu? Ôi chị 38. Hơn hôm qua 1 tuổi. 49 rồi. Mặt bà này hồi trẻ đẹp. Hồi nó khủng nó điên á chị ơi. Vô trong đi bạn vô. Bị đề nó khủng nó điên mà. Vui không? Vui. Thấy không có cười nha. Thấy không có cười mặt khóc nè. Thiệt không? Đẹp quá. Bữa nay không có đi ca lô tô Mương Nam hả thầy? Dạ. Hôm nào em rảnh em ổn rồi em đi lại. Ồ tại vì chị thì bây giờ chưa có. Ca hay không? Trời ơi. Một ngàn người coi lưu tô là có mình chị này khen hay á, 1.000 người. Dám đâu, thiệt là hay lắm. Thôi chị đừng nói vậy không ngại. Thiệt không? Mà đứng trên sân khấu nhảy cũng quậy cũng dữ. Vô quỳ thiệt không? Sạch luôn. Thiệt. Diệt Kiều về hả? Ừ. Thôi trời, tánh em là không có thích mà. Thấy Diệt Kiều có mình tum tướp người ta khi dễ mình. Vậy cho mượn 2 triệu đi. Mai mốt em trả liền. Mượn đóng tiền nhà bà nội ơi. Hả? Thôi ơi, Diệt Kiều phải lấy lời. Diệt Kiều cho mượn tiền góp mà lấy lời. Cali về đó. Cali đó. Biết Cali đó. Biết Cali mới mà hỏi mượn tiền. Hiểu không? Cái này ở cách sát về. Cách sát. Chị. Không mượn bà này nữa. Chị cho mượn 100 đô thôi. 100 đô rồi mốt em đóng lời. Em bao nhỏ vậy đừng nói bà nghe. Em đóng lời cho chị. Nghe không? Ngày hai dĩa bánh tráng. Ăn cái nào lòi bắn hộng thôi. Rồi em trả cho chị 100 đô. Chị chịu không? Không hả? Chán quá vậy trời, Diệt Kiều ở đâu vậy? Cali, à, cách xa, cách này xa. Cali. Cali. Này Ấn Độ. Ấn Độ mắc bự quá ha. Ấn Độ này nè. Má Lai. Má... Singapore. Bà Singapore. Tôi hứa luôn, tôi không đi Singapore nữa. Sao vậy? Hả? Không ai xấu với bà. Ê, trời ơi, có việc bà làm bà buồn á. Không. Đi nhục quá. Dạ. Không. Mấy bà này là bây giờ có chồng có con đầy đủ hết phải không? Đi, nó đi vui vẻ rồi, nó đi vui vẻ vậy ha, quậy quậy chơi vậy đó. Hai đứa con hả? Không, bà này đáng lẽ cỡ tuổi này là bà ngoại người ta rồi. Đúng không? Con có cháu ngoại chưa? Thôi có buồn bà nội ơi. Mới thôi. Chưa có mặn tình. Chưa có tình, chưa có bồ, chưa có ai hết. Chưa có. Lính em có đứa nào sùng sùng ở đó không? À lính em hả? Lính em có ai rồi làm ai bả hả? Hốt à. Đi. Nó đang là trong cái quán mình nên có mình nên em già đó. Hôm nay em làm mai bả cho em hả? Không được, liếu liều liều không được. Được không? Dạ bà đầu tiên mà khui tem đi. Hello. Lấy
Dạ giờ này là giờ đông, giờ đây là khách vô. Mấy chuyện hồi nghe. Ở bà nội ngồi đàng hoàng tự tốn, khép mình lại. Bà để vậy á, gió nó lồng lộng vô. Bà đàn bà mới ngồi bà ăn bây giờ này. Ok ok em. Trời, ba dạ ok em. Đây đây chị chụp.